biệt nguy hiểm khi mà tự dùng thuốc. Tại vì rất nhiều trường hợp là chúng ta tự dùng thuốc ở nhà nhưng chúng ta dùng không đúng cách. Thế thì để cho bệnh nặng lên, và khi đến gặp được bác sĩ thì em bé đã bị suy hô hấp rất nặng, và những cái trường hợp đấy rất nhiều trường hợp bị tử vong. Tức là chỉ là bắt đầu chỉ bằng một cái cảm mạo thông thường, nhưng vì không điều trị đúng cách thì khi đến Viện Nhi Trung ương là bệnh nhân tử vong. Đấy là những cái trường hợp mà chúng tôi thường xuyên gặp rồi. Các bà mẹ là do là cái quan niệm sai như thế thì vội vã là ra hiệu thuốc và hỏi cái cô bán thuốc rằng là các cô bán thuốc này chưa chắc đã là dược sĩ, chỉ là các cái em bé bán thuốc rất là thô sơ thôi. Thế nhưng mà đã hỏi các cô là sẽ cho em bé dùng thuốc kháng sinh loại gì, làm sao mà phải loại gì mà khỏi được nhanh nhất, bệnh em bé có thể hết được nhanh ngay. Các bà mẹ không hiểu biết cho nên là bắt em bé dùng kháng sinh rất nhiều. Thế thì thậm chí có những người dùng liền một tháng kháng sinh cho con mình. Thế thì toàn bộ cái hệ thống gan thận của em bé là bị ảnh hưởng, chức năng gan nó cũng bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, chức năng thận cũng bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, rồi toàn bộ cái hệ thống đường tiêu hóa là bị ảnh hưởng nặng nề. Thế bởi thế thì những cái em mà bố mẹ không hiểu biết mà sử dụng kháng sinh quá nhiều thì những cái em bé thông thường là nó sẽ còi, nó sẽ bị suy dinh dưỡng và nó không phát triển bình thường được như những cái em bé bình thường.